Quay lại Chánh xin để làm một cái bài review về đồ ăn ở đây. Chánh làm giống như một thực khách bình thường, có nghĩa là mình đặt chỗ rồi mình đến mình dùng thôi, tại vì nhà hàng là nhà hàng người Pháp. Thì ở trong tiếng Pháp á, cái Lamaison á nó có nghĩa là home á, là mái ấm á, là ngôi nhà đó. Cái nhà hàng này Chánh cũng có tìm hiểu sơ sơ, có nghĩa là ở đây họ hoạt động từ năm 2014 tới giờ. Đồ ăn của họ, cái ý tưởng của họ chủ yếu á là về đồ Pháp, mà phần lớn là đồ Pháp, thùng Pháp. Ví dụ nó có mấy cái món gà ngỗng nào, nó có mấy cái món vịt nè. Cả nhà mình thấy rất là rõ khi mà mình đến á, mình đi ăn một cái nhà hàng Âu á, mà nhất là những cái nhà hàng thùng Pháp giống như là La Maison này. Khi mà mình đến á, mình sẽ bị khớp bởi cái đồ để trên cái mặt bàn. Chánh bắt buộc mình phải hỏi thôi, có nghĩa là mình hỏi để mình có thêm kiến thức. Ở đây có ba cái ly cũng vậy. Một cái ly là dùng để uống nước, một cái ly là dùng để uống vang đỏ và một cái ly dùng để uống vang trắng. Ở đây chơi đồ còn là uống Pháp. Trời, cái dữ. Cảm ơn nhiều. Uống mét. Không, ta luôn hả? Dạ, cái này là quy định của nhà hàng em là khi nào khách mở đời xong món là bên em có bánh mì lên trước. À, có tiền trước. Trong lúc thời gian chờ đợi món. Dạ, cho em gửi anh Chánh là bánh mì trắng, bánh mì yến mạch, bánh mì đen là bánh mì ngũ cốc. À ha. Mình thức với bơ lạc. Bánh mì trắng, bánh mì ngũ mạch, đen ngũ cốc, dạ, bơ lạc. Bơ tỏi, phở liu à. Bơ tỏi và phở liu. Còn cái này? Dạ, còn món này là món bếp trưởng mời trong lúc em chờ đợi món ạ. Bếp trưởng mời. Dạ. Cái bếp trưởng ở đây mà. Cái quy định liên hệ em là một là có phải có món là cá hồi xông khói. À, cá hồi xông khói. Dạ đúng rồi. Ờ. Dạ. Em mình chân thức rồi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn em nhiều. À, dễ thương không? Khi mà mình đến á thì người ta không có đợi cho mình, mặc dù người ta nói là chờ 10 phút sau là có đồ ăn, mà người ta không có đợi để cho mình chờ lâu. Khi mà mình đói thì nước ra liền, mới có khoảng chừng 10-15 giây sau à là mấy cái này ra rồi. Bánh mì rồi bơ lạc, bơ tỏi, trái ô liu, thêm cái phần này nữa, cá hồi xông khói. Có nghĩa là nó không nằm trong cái menu, nghĩa là cái này là quái đản, là quái đản. Dễ thương à, cái này Chánh nghĩ chắc phải quanh bay quá. Cái là một ngậm á, có mình ăn một phát là nó phải hết ngậm luôn. À, ăn thử hả Chánh? Dạ, mình dùng món đó mình thưởng thức thì mình thành trắng hơn là trôi về luôn à. Chưa kịp luôn. Rồi, cảm ơn em. Cái này là không cắt không giận luôn á. Chưa kịp. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em nhiều. À, Chánh thói quen Chánh sẽ uống trước để mà ăn cho nó ngon thì như cũ thôi. Ai đã theo dõi Chánh rồi biết là Chánh hay có màn buồn, bây giờ nó bay với cái mùi rượu là một.
với là để mình uống ra hồi mình uống được nhiều thì cái nó uống ra được nửa chai á, nên mình làm vậy để mình uống ra bớt xỉn. Trời ăn cái. Ủa em cái này ăn một ngậm đúng không? One bite đúng không? One bite. Cái miệng phải bự lắm mới ăn hết được cái này. Cái miếng cá hồi xong khói bự dần dần luôn. Wow. Đây là cái hàng ngang. Nhiều người thấy cái này chùm đầu đây bảy phải chạy dưới cái này nè. Có một số người hiện ta nhét vô trong cổ. Nói chung là mình làm xong được mình đừng có bịt mặt ra thôi, mình bịt mặt ra mình khỏi ăn ha. Mình ăn thử cái món này, cái món để mình đợi thôi, nhưng mà muốn thử đây ngày thì chắc sẽ không thử bơ lạc. Tại bơ lạc này ông bếp trưởng không có làm gì đâu, chỉ có phanh ra thôi. Mình thử là mình thử cái sauce, cái bơ tỏi này ông tự làm, bơ này tự làm à. Rồi mình có thích cái nhà hàng này là gì, cả nhà biết không? Khi mà mình ăn vô á, mình ăn cái miếng đầu tiên đồ của đồ ăn Devo đó, là mình đã thấy là mình đang tận hưởng cuộc sống á. Cái ở đây đó làm mấy cái đồ ăn đó, nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là tinh tế, nó rất là mình ăn mình cảm thấy rất là thích. Đúng không? Chéo liều rất tốt. Chào. Sorry. Dạ, đến 2 giờ. Mình thấy hả? Qua đây cái gớt đồ là có người gặp hai liền luôn á. Được không? Giống như là mấy chỗ mà 5-6 sao vậy đó. Nếu cái cục cơ cái gọi là ở đây người ta biết liền. Cánh lỡ tay cánh quớt cái gớt cái nẻ cái là tôi có người bay đến hai nẻ liền. Số 1 luôn. Đó là phục vụ đó. Dạ, cho em gửi chính salad cá ngừ. Cá ngừ salad. Dạ. Đi review á, không có vui sướng gì đâu. Thật. Tại vì khi mà mình ăn á, mình phải nói, còn mình phải làm màu để cho mấy ông camera ông đang đứng cầm máy ông ăn, để phải lộn ông quay. Nó cũng không vui sướng gì hết á. Nhưng mà mấy ông đi quay cũng tội mấy ông, là mấy ông chưa được ăn trước. Cho nó là ông bếp trưởng là ông không có đem gì ở đây. Ông để cái vị mặn của cái cá anchovies á, nó tự động nó sẽ làm cho cái món này nó có vị mặn. Và cái độ béo ở trong cái cá ngừ mà ông áp chảo có chút xíu muối nó làm cho cái món nó cân bằng. Chánh hơi bị ngạc nhiên, thường là chánh ăn mấy lần trước cái món đầu tiên á, salad á, thì nó sẽ hơi chua. Thì ăn được không ạ? Được rồi, cảm ơn em. Anh chờ món tiếp theo. Dạ. Okay. Cảm ơn em. Ở đây á, mấy bạn phục vụ ở đây á, chánh nghĩ là được training mà hơi bị bài bản, mà hơi bị gọi là giỏi. Tại vì á, khi mà mình khách mà nhúng nhích cục cửa cái rồi á, chánh làm tiếng động lớn một phát là giống như là để con dao với cái nẻ chạm cái dĩa lớn, cái mấy bạn nó quay vô liền, mà quay vô thấy mình làm dấu cái bạn nó ra lấy dĩa liền. Có nghĩa là cái đó là họ quan tâm đến từng cái cử động của khách, coi là khách muốn gì, chánh rất là thích chuyện đó. Khi mà mình đến mình ăn một cái nhà hàng á, ngoại trừ là đồ ăn ngon là yếu tố đầu tiên, chỗ ngồi và cái cung cách phục vụ. Hello, hello. Dạ, chánh. Thật ra thì không mọi người không có cảm thấy lạ đâu, tại vì Long á là chơi chung với Chánh tới nay là một năm mấy rồi. Long là bếp trưởng ở đây, rồi Long lại tham gia rất là nhiều mấy cái hoạt động của bên chỗ nghề ẩm thực của mấy anh em bên đầu bếp. Bữa nay á là hồi nãy á, anh ăn đồ ăn đó là anh rất là cảm thấy rất là hạnh phúc. Bữa nay là Long đòi biểu diễn luôn tại chỗ luôn.
tiêu lên. Xong rồi anh Chánh. À, mình không có cho thêm gì ha, xong rồi đúng không? Dạ xong rồi. Tại vì anh em đó anh dùng ha. Dạ ok. À, cảm ơn Long nhiều lắm. À, tới phần Chánh thôi. Đấy, giờ Chánh cầm mic cho đã rồi, giờ tới phần Chánh là Chánh thưởng thức thôi. Đi. Mình hồi nãy giờ mình coi đầu bếp anh làm nãy giờ đúng không? Giờ mình chỉ có thưởng thức thôi. Chứ ăn chứ rồi đêm trước. Đây nè. Trời ơi. Cái sò đẹp á. Nó còn ngọt. Nó còn mọng nước. Mà cái trứng cá mình bỏ vô á, nó rất là hợp nha. Và nó áp chảo rất là khéo. Ở bên ngoài nó cháy xém, nhưng mà ở bên trong nó còn giữ được cái kết cấu của sò. Rồi. Mày ăn thử thế không? Cái trứng cá đen ha. Cái đó trứng cá đỏ. Thử trứng cá đen. Tuyệt vời. Ngon quá. Ngon quá ngon. Cái món này nó rất ngon quá. Cái món này nó rất ngon chứ mà nó ngon. Mình có trứng cá, mình có sò đẹp, toàn là mấy cái đồ cao cấp. Mà nó làm ăn rất là vừa miệng. Cheese. Cho em gửi anh phần bò rib 2 à. Ăn kèm với nóc chi và sốt tiêu à. À, cái chuyện nóng. Cả nhà thấy bây giờ vẫn còn hai cái nẻ cuối cùng, cái nẻ với thằng dao cuối cùng mà thì còn có món này nữa thôi. Chánh cầm lên cho camera mà nó quay được nè. Chánh đang cầm như một cái miếng đá nhìn nó rất là ạt ha. Có lá thơm. Thơm này Chánh nghĩ là bằng đó bỏ lên bằng đó con nó nhúng dầu không ta. Em nói chuyện thơm không chuyện. À thơm nè. Rồi một phần bò này wagyu này Chánh nghĩ là wagyu nó sẽ mềm dữ lắm. Rồi salad nè. Ở đây cái cà rốt chi bằng đó chiên giòn lên. Ăn bếp trưởng mà nó chiên giòn cả chị dễ thương. Ở đây có phần sốt để lại không có chung bò mình thưởng thức với vàng đỏ. À đúng rồi, anh nhà quê lỡ tay anh à. Lỡ tay anh. Cái bình rượu dễ thương quá ha. Bình mọi người mua ở đâu vậy? Dạ đó à. Cảm ơn em à. Cái vàng đỏ này nó chính nghĩa là nó sẽ hợp với cái bò hơn. Tại vì rượu vang màu đỏ thì ăn với thịt đỏ. Còn màu trắng thì nãy giờ Chánh ăn sò đẹp rồi Chánh ăn mấy cái món đầu tiên với lại cá rồi. Cho nên là Chánh uống vang trắng nó có vẻ nó hợp hơn. Chánh làm miếng rồi Chánh ăn bò cho nó ngon ha. Trời cho vang không á. Mình thử ha. Chánh có chi chứ. Cà rốt chi mình nè. À mình chấm sao trời. Để mình gói thử cà rốt chi ra miếng sốt ha. Cà rốt chi. Ở ngoài á, ở ngoài nó vẫn còn giòn. Ở trong nó mềm. Cái cà rốt chi này họ làm từ khoai tây á. Họ làm khoai tây có lúc mà có người họ nhồi thêm semolina vô. Có người thì họ không nhồi. Xong rồi họ bơ viên lên, xong rồi họ cắt ra thành cục vậy đó. Xong rồi có người thì họ luộc lên, xong rồi bỏ phô mai parmesan vô, có người thì họ chiên lên. Thì ở đây bạn đó chơi, bạn đó chiên lên. Ăn rất là dễ thương. Ở trong nó mềm. Nói chung là Chánh rất là thích cái khúc đầu rồi. Còn cái phần này là salad nè. Nếu mà salad này mà nó không chua thì nó hơi kỳ á, ăn thử à. Anh cũng không chua luôn thiệt. Mình thử cái bò ha. Chánh Chánh cắt thử. Cái thường là cái đặc điểm của wagyu là nó sẽ rất là mềm. Ngon lắm luôn á. Bữa hôm nay mà mình ăn á, cái hòa quyện giữa cái hương vị của thịt bò mà bạn đó ướp kỹ xong rồi nó áp chảo thêm cái sốt ngoài đây mà nó làm nữa. Số 1 luôn.
chưa món tráng miệng. Bà thấy hạnh phúc rồi đó. Ăn tiếp nha. Hay luôn á. Ăn xong cái miếng bò này mà giờ nó nằm mở bổ ăn bò là quýnh ra luôn á. Bự quá đúng không? Mình ăn thêm một mới mấy kia cà rốt chiền á. No nê luôn. Tới đây là thấy hạnh phúc được 90% rồi đó. Còn mới chân miệng này. Vậy này là ngày mai tôi giảm cân. Tôi hứa luôn ngày mai tôi giảm cân. Chắc là cho em gửi chắn là bánh Mubiraki và bánh Sibula. Mình sẽ tìm hiểu coi tại sao ông bếp trưởng ông đề nghị ăn cái Mubiraki sau khi mà ăn cái bò. Tại vì cái Mubiraki thì nó không có lạ. Nói chung nó không có lạ luôn, chỉ chánh hết đó. Mình thử ha. Wow. Nó là một cái dạng cream mà bạn có làm với lại chanh á. Nó rất là thơm nha. Chắc cái tổ này là cái kem bình thường mình hay ăn. Mình ăn thử cái này ha. Cái bánh Obera này nó có cái đặc điểm là cái mặt của nó bằng chocolate sẽ đông. Wow. Wow. Cái vị chocolate nó rất là nồng và rất là đắng. Và nó ngọt của mấy cái lớp bánh á. Nó làm cho nãy giờ mình ăn bò nè, nó no quá trời no xong rồi mấy cái đồ nãy giờ nó sẽ giãn hết. Lẹ không? Nhà hàng có đề nghị là mình uống thêm ly cà phê vô nữa. Nhưng mà thôi, Chánh muốn ngủ ngon nên Chánh uống cho mấy ly vang vô. Tối nay về ngủ sẽ ngon. Rồi thật cộng thêm cái đồ ăn của bà nó làm cho mình hạnh phúc nữa. Nó không có ngon thì đây là câu trả lời là có ngon hay không. Đảo á, ăn cái Oreo tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái món mà làm Chánh ấn tượng á, bằng nhớ nhất á là món sao đẹp. Tại vì á, khi mà mình làm mình ăn một cái đồ ăn á mà người ta biểu diễn cho mình coi, xong rồi mình tận tay mình ngồi mình cầm đồ ăn rồi mình thưởng thức á, cái điều đó nó làm cho cái sở thích ăn của mình nó tăng rất là nhiều. Và cái món bò, Chánh ấn tượng rất ấn tượng với món bò. Với là cái thứ mà Chánh ấn tượng nghe nó nhỏ nhặt thì lại này là bơ tỏi. Ngon quá trời ngon.